Sau cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định sẽ thành lập một cơ quan đảm bảo an ninh mạng hợp tác giữa hai bên Nga-Mỹ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ, ông Trump đã bác bỏ thông tin này. Tuyên bố hợp tác đảm bảo an ninh mạng giữa Nga và Mỹ được đưa ra vào hôm 10 tháng 7, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ sau đã có thêm một dòng tweet khác thông báo ông rút lại tuyên bố này. Nhiều chuyên gia và nhà làm luật đã phản ứng trước sự thay đổi chóng vánh này của ông Trump. Nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham nhận định, đây không phải là ý tưởng tệ nhất tôi từng nghe, nhưng cũng gần như thế. Nhiều người khác thì lại khơi dậy vụ điều tra đang được tiến hành, nhắm vào câu hỏi liệu Nga có can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016 hay không. Về phía chính phủ hai nước, cả Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga đều khẳng định không có chuyện Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.